Xin chào các bạn, nếu như các bạn đã theo dõi mình đủ lâu thì các bạn sẽ biết được là mình rất yêu thích cuốn tiểu thuyết Không Gia Đình của nhà văn Pháp Hector Mellet và mình cũng rất thích xem phim nữa. Vì vậy, sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết Không Gia Đình và được biết là nó đã được chuyển thể thành phim thì ngay lập tức mình đã tìm phim để xem. Bộ phim mình chọn coi là bộ phim Không Gia Đình của đạo diễn Antoine Blasier, được công chiếu vào Giáng sinh năm 2018. Tất nhiên là mình đã xem bộ phim với tất cả sự háo hức và hí hửng. Tuy nhiên, cảm xúc của mình trong và sau khi xem là cái quái gì thế này? Nếu chỉ được dùng một từ để mô tả cảm nhận của mình về Không Gia Đình phiên bản điện ảnh này thì đó chính là từ vớ vẩn. Hết sức vớ vẩn và nhảm nhí. Bộ phim chỉ có một điểm cộng duy nhất là những thước phim màu sắc bắt mắt và những góc máy đẹp, còn lại thì không được một cái gì cả. Bộ phim không tôn trọng nguyên tác, họ đã thay đổi từ tên nhân vật đến tính cách nhân vật, cốt truyện cho đến dòng thời gian và thông điệp tác giả muốn truyền tải, thay đổi hết. Đạo diễn Antoine Blasier chia sẻ trên báo L.vn: hành trình của cậu bé Remy trong bộ phim lần này được gói gọn lại trong vòng một năm, thay vì cuộc phiêu lưu dài kỳ như trong truyện gốc. Tôi đã phải thay đổi và làm việc rất kỹ lưỡng về vấn đề này. Nếu giữ lại tất cả những thử thách và bước ngoặt của phiên bản gốc, có lẽ bộ phim sẽ dài tới 12 tiếng mất. Mình sau khi đọc xong cái câu chia sẻ của ông đạo diễn thì mình nghĩ là ủa thì thôi, một là làm phim nhiều tập, 12 tiếng cũng được nhưng mà nó sát nguyên tác và truyền tải đầy đủ nội dung, hai là thôi bỏ đi khỏi làm. Chứ một tác phẩm mà người ta đã mất 15 tiếng để đọc nhưng họ muốn gói gọn trong một bộ phim 1 tiếng rưỡi thì không thể nào ra hồn được. Bộ phim có rất nhiều chi tiết bị thay đổi, làm mất đi chất riêng đáng quý của một số nhân vật và sự kiện. Ví dụ như, tự dưng trong phim có cảnh cụ Vitaly đứng nhìn Remy hát trong chuồng bò xong rồi mới giọng hát của Remy. Vớ vẩn ghê. Còn chi tiết thứ hai là má bác Brian trong phim có nhìn thấy Remy bị bán cho cụ Vitaly nên đau khổ và chạy ra níu lại nhưng bị ông bác Brian cản lại. Mà cản thì cũng diễn chẳng tới cơ, cứ ơn a ơn ẹo, yếu ớt một cách vô lý. Và chi tiết thứ ba là Remy trong chuyện thì trong rất nhiều năm liền không viết thư về cho má bác Brian vì sợ ông bác Brian phát hiện và bắt mình về để bán tiếp cho người khác. Còn trong phim thì Remy thoải mái viết thư. Ôi giời ơi, và còn rất là nhiều cái chi tiết khác, nó chuối lắm kìa. Khi đọc tiểu thuyết Không Gia Đình, chúng ta sẽ thoải mái, tha hồ tưởng tượng ra các khung cảnh, các chi tiết về ngoại hình, tính cách, cảm xúc, lời nói và hành động của các nhân vật. Tưởng tượng của chúng ta sẽ sát với mô tả của tác giả vì ta được đọc trực tiếp từ trang sách. Còn trên phim, cảnh hay người gì cũng được dựng lên theo ý nhà làm phim, cho nên khác xa những gì tác giả đã mô tả. Xem phim, mình thấy Remy cứ lắc ca lắc cất thế nào ấy, còn cụ Vitaly thì đẹp lão quá và khỏe mạnh hơn mức hợp lý. Mà bác Brian thì mạnh mẽ hơn nguyên tác. Còn chú chó Capi thì ôi thôi, chỉ là một con chó diễn xiếc tầm thường, chứ không được oai vệ và diễn được nhiều trò phi thường và có đôi mắt biết nói như trong chuyện. Được dùng trí tưởng tượng thì vẫn tốt hơn ấy. Nếu chỉ xem bộ phim Không Gia Đình, chắc chắn người xem sẽ có cái nhìn rất lật lạc về cuốn tiểu thuyết Không Gia Đình. Người xem dễ nhầm tưởng hành trình của Remy là một hành trình thơ mộng lý thú, chứ không phải một cuộc phiêu lưu đầy trắc trở của một cậu bé không gia đình, không nơi nương tựa, không giấy tờ tùy thân. Ở trên phim, những gì Remy trải qua còn quá nhẹ nhàng và quá dễ dàng so với trong sách. Do áp lực về thời lượng phim, đạo diễn đã tạo ra một mạch truyện quá vội vàng, không có gì gay cấn, những sự kiện ít chiều sâu, những câu thoại còn quá nông và đặc biệt không hề có một chút độc thoại nội tâm nào để thể hiện tâm lý của các nhân vật rất phức tạp. Điều mà Hector Mellet đã làm cực kỳ xuất sắc. Mình thật sự là không thoải mái khi xem bộ phim này. Mình nhớ rất rõ là xem tới phút thứ 28 thôi là mình đã không thể chịu nổi rồi. Nhưng mà mình phải cố coi hết 108 phút để biết được là nó dở tới mức nào. Sau khi mà mình đưa ra những cái lời chê phim thậm tệ thì mình cũng tham khảo một vài bài review khác và thấy người ta khen hơi nhiều. Nhưng khen chung chung quá là mình nghi ngờ rằng người viết review chưa hề xem phim. Có một bài review của team phê phim là mình thấy gật gù và mình sẽ trích lại cái đoạn đó như sau. Để đánh giá một tác phẩm chuyển thể có hay hay không sẽ không công bằng nếu như chỉ dựa trên mức độ chính xác của câu chuyện so với bản gốc. Hãy đánh giá xem tác phẩm chuyển thể có mang được tinh thần và cảm xúc của những trang sách lên màn ảnh hay không. Bộ phim Không Gia Đình phiên bản 2018 chưa thực sự làm được điều này, khi những bài học về làm người, sự ngay thẳng, lòng nhân ái và quan trọng nhất là ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng gia đình đã không được phim khắc họa rõ nét. Tóm lại thì bộ phim Không Gia Đình này khiến mình cảm thấy sợ hãi khi sau này chắc là mình đọc sách xong mình không dám coi phim chuyển thể nữa. Còn bạn thì sao? Bạn đã từng xem bộ phim Không Gia Đình này chưa và cảm nhận của bạn như thế nào? Hãy chia sẻ cho mình biết nhé. Và nếu mà bạn cũng giống như mình, thấy bộ phim dở như hạt thì thôi, chúng ta hãy bỏ qua bộ phim ngớ ngẩn đó đi và bạn có thể xem video mình review tiểu thuyết Không Gia Đình. Link mình sẽ để ở góc phải màn hình hoặc là ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.